Những năm qua, sông Rác, đoạn chảy qua xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên bị nhiều hộ dân chiếm dụng. Các hộ đã đóng hàng ngàn trụ bê tông cọc tre xuống lòng sông để nuôi hàu, khiến cho tàu thuyền đi lại khó khăn, việc đánh bắt thủy sản cũng bị ảnh hưởng. Nhiều khi là về là nhiều khi đêm hôm đó, thế họ đóng chiếm nhiều quá đó, nhiều khi tàu thuyền đi về là vấp phải nhiều khi thủng thuyền họ phải đi chứ mà nào nhan được, mà nào mà cho họ dẹp bớt đến tí nữa, càng dẹp càng tốt. Dư thì họ nuôi hàu thì chỉ thôi, nhưng lưới bạn lưới thì họ cũng thả nữa. Vì lưới là nó vướng ý, vừa là tàu bè vô rã mà vừa là vướng ý cọc là nó rạch lưới. Điều đáng nói là dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhưng hàng chục hộ dân ở xã Cẩm Lĩnh vẫn ngang nhiên nuôi hàu trái phép. Mạnh ai nấy làm, hồ nuôi nhiều chiếm dụng cả hecta. Hộ ít thì chiếm dụng từ vài trăm đến hàng ngàn mét vuông trên lòng sông Rác để nuôi hàu. Nuôi hàu trên dòng sông thì rõ ràng là không được phép, bởi vì trái với quy định cả cơ quan chức năng cho thuê, nó trái. Nhưng mà ủy ban cũng đã tuyên truyền thực chuyển thôi. Hệ lụy đến dòng sông thì rõ ràng là cảnh quan môi trường thì nó cũng được đảm bảo. Theo lãnh đạo xã Cẩm Lĩnh, lòng sông Rác bị người dân chiếm dụng kéo dài từ thôn 1 đến thôn 6. Tổng diện tích nuôi hàu trái phép lên đến hơn 30 hecta. Việc làm này tồn tại gần 10 năm nay, không chỉ gây mất an toàn giao thông đường thủy mà còn ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của một số loài thủy sinh. Đóng góc bê tông thì quá xấu. Cái công tác tháo dỡ thì cũng phải dùng cả cái thuyền lớn và dùng những cái máy cầu để rút cầu lên, chứ nếu mà làm cháy thì cũng rất khó khăn. Thời gian tới thì ủy ban xã trước mắt là tuyên truyền cho người dân để tháo dỡ. Nếu mà người dân tháo dỡ thì ủy ban sẽ thành lập đoàn để tháo dỡ cưỡng chế theo quy định của pháp luật thôi. Việc nuôi hàu để phát triển kinh tế là điều cần thiết. Tuy nhiên, nếu làm theo kiểu tự phát như hiện nay sẽ phát sinh nhiều hệ lụy. Vì vậy, ngành chức năng chính quyền địa phương cần quy hoạch vùng nuôi, vừa tạo điều kiện để người dân đảm bảo sinh kế, vừa đảm bảo luồng lạch cho tàu thuyền qua lại an toàn.